Bây giờ là buổi sáng, em chuẩn bị đi. Bây giờ em dậy em rửa mặt đánh răng xuất hiện vậy đi. Bây giờ xuống dưới làm đồ ăn sáng cho em nha. Trời ơi, hôm nay lần đầu tiên làm đồ ăn sáng cho bà Bê luôn, để coi. Yeah. À ai vô tắm hết trơn nên bây giờ nước nó xanh lè vậy đó. Ai số bây giờ hai bà nào xô tôi. Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? MV nè. Trời ơi, gì mà ghê quá vậy? MV nè. Hello. Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của Thạc. Được về lắm. Nhiều khi anh nghĩ cái chữ V là cái gì ta? V lắm. Đúng nè, là có bà V vô nữa. Xong đặt là V. À, xong đến V lắm. V cho bà V uống nó bánh sáng là gì? À, đúng rồi. Hôm nay tôi mới đọc comment, tôi thấy các bạn kia comment là anh Đức hãy làm thử thách 24 giờ bên cạnh GV đi. Ok luôn, hôm nay tôi sẽ làm cái thử thách đó. Ủa mà anh ơi, anh làm bên cạnh GV, còn hai tụi em để đâu? Đúng rồi đó. Thì bên cạnh GV mà, hai em muốn làm gì làm đi. Làm gì làm đi. Giờ anh đi vô GV hả? Bye anh em. Như cái tiêu đề clip hôm nay thì mọi người cũng đã biết rồi đó. Hôm nay tôi sẽ dành ra nguyên ngày hôm nay luôn ở bên cạnh chị Vy ngoài luôn. Tôi sẽ đi theo tôi ấp hả? Ấp từ sáng tới chiều tới tối hả? Mà mọi người coi nè, bây giờ là 10 giờ rồi mà bà Vy bà chưa ngủ dậy nữa. Bà này á, bà ngủ nướng ghê. Tôi phải lên tiêu hả cho mọi người coi. Vy ơi. Thì anh em, tôi bảo đảm với anh em luôn á là bà Vy bà còn ngủ cho coi. Tôi nói đâu có sai đâu. Bà Vê á là cái con ma ngủ của cái nhà này. Sáng á cứ 8 giờ là mọi hoạt động đều được cho trải. Chỉ có cái bà này là bà cả nhây. Mọi người coi nè. Trời ơi, tôi tưởng 10 giờ mà bây giờ là gần 11 giờ rồi. Tại sao chưa vậy nữa? Vê dậy đi Vê. Dậy đi mà. Trời ơi, hôm nay anh làm clip là thử thách 24 giờ ở bên cạnh em đó. Mà em ngủ vậy rồi sao anh làm thử thách được? Thôi dậy đi. Chị Vy chịu dậy rồi kìa. Bây giờ sao muốn làm gì? Thì hôm nay anh sẽ làm 24 giờ ở bên cạnh em luôn. Sáng trưa chiều tối. Bây giờ là buổi sáng, em chuẩn bị đi. Bây giờ em dậy em rửa mặt đánh răng xúc miệng vậy đi. Bây giờ xuống dưới làm đồ ăn sáng cho em nha. Trời ơi, hôm nay lần đầu tiên làm đồ ăn sáng cho bà Vy luôn, để coi. Ây da, khó khăn thiệt. Hồi nào giờ sáng tôi toàn ăn ở ngoài không à. Tự nhiên hôm nay làm đồ cho bà Vy nữa. Hơi bị phê rồi nha anh em. Đó, để mở tủ lạnh đây coi có gì không. Xoài. Ủa, sáng sớm ăn xoài hơi kỳ vậy nha. Để hồi nào mới già coi. Ủa, Lão ơi, cho con hỏi sáng sớm cho ăn xoài được không Lão? Ờ, gà, chú có bơ gà, cho nó ăn bơ đi. What the fuck? Trời ơi, Lão già này quá dị quá, sáng sớm ăn trái cây không sao chịu nổi. Để con kiếm đồ mặn đi. À, có con cá nè. Sáng sớm cho bà Vy ăn cá. Thôi giỡn với anh em thì thôi, bây giờ tôi quyết định là sẽ chiên trứng và xúc xích là món ăn gọn nhất cho bà Vy. Đó, giờ sẽ chiên bây giờ, hãy giúp ta. Đây, giờ tôi để cái trứng này. Bây giờ tôi sẽ mở ra, tôi kiếm cái chảo. Đồ. Tiếp theo tôi sẽ lấy dầu ăn. Đó, giờ tôi sẽ chế dầu ăn ở đây. Bây giờ đập cái trứng vô. Ủa quên, chưa bật điện. Bây giờ bật điện nha anh em. Hả? Ủa mà chiên hai trứng mà sao bỏ vô đây có một trứng vậy? Cho lên trứng này vô luôn. Ừ, chất mồ bể cái trứng ra rồi. Ủa sao nóng vậy vậy ta? Chắc phải đợi từ từ. Ủa bây giờ chiên trứng mình phải kiếm thêm cái cây thôi chứ. Không được, cái cây này là cái cây gọt trái cây. Hả? Cây này cây bút cảnh mà. Ý, cây này mới đúng là cây chiên trứng nè. Ra lần đầu tiên chiên trứng hồi hộp quá anh em. Trứng bắt đầu chín là kìa anh em, để tôi sửa lên coi. Ủa sao nó còn mềm quá vậy? À quên. Xúc xích đâu. What? Ủa phải cái này là chuối. À đây xúc xích đây. Xúc xích đây. Ủa xúc xích chưa cắt vỏ. Ủa ây da dần dần đi. À bây giờ dần chín rồi nè anh em. Ê tắt lửa. Chín là nó nổ dần quá. Đó. Để tôi sẽ chiên cái xúc xích nha. Sao dần dữ vậy ta. Ở cái xúc xích này dài quá tôi phải cắt đôi ra mới được. À rồi xong rồi, bây giờ thì xúc ra dĩa thôi. Yeah. Ủa dĩa đâu? What the fuck? Trời ơi, lấy cái dĩa anh em. Bây giờ phải lấy cái dĩa nữa. Đó, giờ để cái dĩa này. Đó, rất là đẹp luôn. Ok, xong rồi nha anh em. Bây giờ tôi sẽ đem qua đây rồi tôi kêu chị Bê xúc ăn. Đây, xúc ăn sáng nha. Gì vậy? Nè. Ủa trứng xúc xích luôn, ghê.
Còn bên đây là món ăn kèm nè. Ủa này đồ chai của Lã Thái Gia mà. Hả? Trời ăn luôn. Đó, bây giờ cho chị B ăn nghe. Không có bánh này nè. Thôi ăn không đi. Có chuối nè, ăn chuối dốt la đi. Đi trời. Không. Chị B sẽ xịt tương ớt với sốt mayonnaise vô nha mọi người. Tôi á mà đợi bà này mà ăn sáng chung với tôi á chắc tôi chết đói rồi. Sáng á là thường là 8-9 giờ là tôi dậy rồi. Còn bà B á là trưa bà mới dậy không à. Tại tối khuya quá. Tối thức khuya đi ăn trộm hay gì vậy? Hả? À, vậy là coi chị B ăn ngon không? Món này hôm nay tự anh làm luôn á. Nãy giờ chiên có hơi bị fail xíu xíu thôi nhưng mà cũng ăn được. Thì có cái cầm đỏ, thích ăn cầm đỏ mọi người. Ui. Tôi là biết chị V là khoái ăn trứng mà ốp la mà cái chồng đỏ nó còn sống như vậy là chị V thích ăn lắm. Nên bởi vậy tôi để sống cho chị V ăn. Anh giống V comment phía dưới nha. Ngon quá à. Chứ sao mới anh thích làm mà. Có chuyện gì vậy? Trời ơi như em quên. Chuyện gì? Hôm nay em phải đi quay TikTok rồi. Ủa vậy hả? Giờ trễ rồi, hẹn mọi người 12 giờ giờ 11 giờ mấy rồi. Ủa, vậy thì anh sẽ đi theo em luôn. Tại vì hôm nay là thử thách 24 giờ bên cạnh em mà. Vậy anh đi theo chị. Trời ơi, phải bên cạnh em chứ, sáng trưa chiều tối 24 tiếng. À, cũng được. Quá thay nặng rồi. Sướng là cái gì, sáng thì tôi làm đồ ăn cho ăn rồi. Ê, vậy vậy em đi thay đồ quay TikTok nha anh. Ê, mà anh cũng phải thay đồ chứ, giờ lên mặc đồ ở nhà anh đi quay. Ờ hả? Ở gì vô thay đồ đi vô. Ê, chỗ này phòng của em thay đồ anh ơi, anh ra ngoài thay giùm luôn anh ơi. Ê. Ôi da, ôi da. 3 hours later. Sao mà anh ơi? Trời ơi, dễ thương quá vậy. Chứ mọi người. Mỗi lần chị B mà đi quay TikTok là bận đồ đẹp như vậy đó. Đó, bây giờ thì chị V sẽ mang dài vô. Ủa sao không tập trung mang dài đi mà ngồi giỡn với Mon hoài vậy? Nãy đang tính mang cái nó chạy ra nó. Ê, không có lấy được chứ. Có nào nó đòi đi theo V không? Vô. Ê, cái gì cũng cắn hết bà nội. Trải nghiệm ha. V nè, bà V này bắt đi đâu á là con Mon nó cũng đòi đi theo trơn á. Riết mà tôi mệt với con Mon luôn á. Cái gì vậy? Trời, nó cắn chân chị V rồi. Mo giờ này bự quá nha. Nó bự chứ nó nhiều. Ê, dảnh lên hai lỗ tai Mo lên thử coi. Dảnh hai lỗ tai Mo lên thử coi. Trời ơi, cái gì vậy trời. Lắc. Ủa, nhưng mà bây giờ mình sẽ đi chỗ nào vậy Bi? Bây giờ ra tới quận 7 rồi anh ơi. Tại vì dịch quá, không quay ở lăn mắt được mọi người. Nên phải ra quận 7 chung cư nhà bạn của VV quay nha. Ok, bây giờ thì đi thôi. Đó, thì hiện tại ngoài trời đang rất là nắng nha mọi người. Bây giờ V và anh Đức sẽ bắt đầu đi nha. Đó, thấy không? Nắng dữ thần chim én luôn. À, anh Đức dắt xe anh Đức. Trời, bịch như một con điên. Ê, còn bà nội này nữa. Không cho Vi đi hả? Đi nha. Không cho đi. À, tội nghiệp không? Anh đi vô nhà đi coi nha nha. Hai bà nội mà anh nãy gì cũng đòi đi theo hết trơn á. Ừ. Nãy giờ bắt đầu đứng đợi nắng muốn chết luôn. Đứng đó nha, cũng ra nữa hả? Bây giờ với bạn Đức sẽ bắt đầu cuộc hành trình cho mọi người đi quay TikTok cho bà Vi. Anh nãy giờ anh quên hỏi em, nãy giờ đi trời nắng quá, bây giờ chắc anh vô anh mua nước cho em uống nha. Ờ, nãy giờ khát nước mọi người ơi. Ừ, ok, đợi anh xíu nha. Đây, bây giờ tôi sẽ đi vô trong cái cửa hàng này, tôi mua nước cho chị V. Anh ơi, cho em một ly trà chanh nha anh. Ở đây là bán có rất là nhiều loại nước luôn, có nước dâu, nước dừa, nước sô-cô-la. Ủa, ai vậy? Chào mọi người, mình là Minh Chun. Minh Chun hả? Đợi khẩu trang cho coi thử thôi. Được, nhìn đẹp trai, em trai Hàn Quốc quá ta. À, quên giới thiệu, anh này là anh Trung, là chuyên đi quay TikTok cho chị Linh với chị Vy đó nha. Ủa, mua gì vậy? Mua quá trời bánh nước. Ừ. Anh mua gì vậy? Anh mua ly nước cho chị Vy. Dạ, chị Vy không? Chị Vy đang ở ngoài trước á. Xui ghê mọi người, trà chanh chỉ còn có một ly rồi, nên bây giờ tôi phải đi kiếm loại nước khác tôi uống. Và cái nước mà tôi hay uống á là cái nước, cái chai nước cam này nè. Đó, uống vô rất là giải khát luôn. Cái chai này giống như nước suối vậy, nhưng mà nó có thêm cái hương vị cam. Ok, bây giờ đem ra cho bà Vy thôi. Ủa? Trời ơi chị Linh, ủa sao hai người gặp nhau vậy? Nãy giờ đứng đây chứ bà nội. Hàng chi, tôi thấy cái xe của tôi đâu chơi, tưởng ai bắt cóc bà Vy của tôi chứ. Nãy gì? Nè, uống đi. Em đâu em? Em. À,
Trời ơi, bà thì phải giấu ghê thiệt luôn. Đó, hôm nay là một cái ngày đi quay TikTok bình thường á của chị Vy. Mà chị Vy này ngộ lắm nha, chỗ nào đẹp đẽ quay đi quay vô trong mấy cái nhà mà giống như đang xây dựng quan tàn gì nè đó. Chắc chị Vy thích leo lên độ cao á. Hiện tại thì tôi với chị Vy vừa mới gửi xe xong nha. Bây giờ thì sẽ đi lên trên đó để gặp những TikToker, những người bạn của chị Vy. Đây, đây, bây giờ đi lên cái cầu thang này nè. Đó, đi lên trên đó là sẽ là cái chỗ mà chị Vy hay quay TikTok. Nắng quá. Tội nghiệp bà mê ghê luôn. Trời ơi, chói mắt quá vậy. Nắng quá nè, nhìn kìa. Nắng ngập kìa luôn, quay kiểu này chắc khùng quá. Trời ơi, nghĩ sao, đi quay TikTok. Bà kêu tôi vô quay, bà kêu tôi nhảy chung với bà. Giờ coi nè, nè nè. Đó, nghĩ coi tôi nhảy nè. Không, hình thể như vậy mà đòi nhảy. Trời ơi, đứng kế bận, đứng kế chị B thấy mình nhỏ bé quá. Đó, uống éo, uống éo. Cái ly nước mà con gái uống thì lúc nào cái ống hút nó cũng dính son vậy trơn. Trời ơi. Đây nè, uống đi. Thôi, đó là thử thách 24 giờ với chị B thôi nha. Chứ thử thách là 48 giờ thì thử thách nhiều hơn vậy đó, chắc tôi chết quá. Sáng giờ cứ đi theo phải giống như là con ma vậy đó. Không có làm ăn cái gì hết trơn, hai thằng để tôi bỏ ở nhà luôn. Rồi xong luôn, bây giờ mật nhà cho hai bà này nhảy luôn. Đồng chưa? Tôi không biết cái trend này là cái trend gì mà cứ ẹo 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 vậy nè. Mà khi tôi vô tôi ẹo rồi cái tôi chóng mặt luôn. Đó vậy đó mọi người thấy không, một cái clip mà quay TikTok mà các bạn coi trên mạng chỉ có 15 giây thôi, nhưng mà quay là tới 15 phút lận, nhiều khi quay cả tiếng đồng hồ. Quay xong phải dầm mưa giải nắng vậy nào, rồi bây giờ đi cho trong đây nghỉ mệt. Tiếp theo là một cái cảnh triệu view của TikTok nha. Đó, bây giờ cái cảnh này là phải phối hợp nhịp nhàng giữa anh hút rác cùng anh giật đồ. Đó rồi. Cái cảnh này là giật đồ của chị Vy nha, mà tôi chú thích cái gì? Đó, 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 đó. Đó. Trời ơi, cái gì? Ủa, chưa hay vậy? Tại vì không có người, ô quên. Quen rồi. Trời, bữa nào chỉ nhà chiếu đi. Ôi chỉ anh, bắt đầu mình gì dành giật cái là công ăn việc làm của em, rồi sau em phát triển được công ăn việc làm của em, dành mối hay gì? Hả? Hả? Bạn. Hình như là em giật cái vỏ của vợ anh á. Chán quá anh em. Hôm nay thử thách 24 giờ ở cùng chị B, mà tôi thấy giống như là 24 giờ đi quay TikTok chung với chị B vậy đó. Nguyên ngày hôm nay ở đây luôn. Trời ơi, coi là cái hồ bơi nè. Cái hồ bơi này là để đây hổm rài là mấy tuần luôn rồi. Ý, để một tháng luôn rồi chứ không có mà ai vô tắm hết trơn, nên bây giờ nước nó xanh lè vậy đó. Ai xô, bây giờ hai bà nào xô tôi. Không, bà này nhỏ lắm, bà này xô tôi không được đâu. Hai bà này nè, giờ bà Linh hay bà B xô. Được rồi, tôi sẽ về, tôi vô cái camera tôi coi lại là tôi biết ai xô liền à. Bởi vì thời buổi bây giờ ra đường á, rất là nguy hiểm. Cái gì vậy, giật đồ hả? Ê, mệt quá anh em ơi. Coi như hôm nay tôi đã hoàn thành xong cái thử thách là 24 giờ bên cạnh chị Vy rồi. Quá trời đuối rồi, sáng giờ đi theo bả. Nguyên một ngày hôm nay toàn là quay TikTok không. Tôi chưa có ăn uống gì hết trơn á. Ở nhà nấu nguyên nồi thịt khô vịt luôn còn để nhà rồi. Thôi bây giờ tôi sẽ tạm biệt mọi người và đi chung với chị Vy đi về. Ủa gì vậy? Vy nè. Ủa gì vậy? Em Vy nè. Trời Vy gì mà ghê quá vậy. Em Vy nè. Bớt nhầy. Bây giờ giỡn một xíu thôi, bây giờ tạm biệt mọi người. Dẫn chị Vy về. Thôi tạm biệt mọi người nha. Tạm biệt đi nha. Em Vy nè.